người, mình Thủy đây. Chào mọi người đã quay trở lại với series 5 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người 5 phrasal verbs liên quan đến chủ đề environment. Đầu tiên là heat up, nghĩa là làm nóng lên. Ví dụ, the sun is heating up the earth's surface. Mặt trời đang làm nóng bề mặt trái đất. Tiếp theo là wipe out, có nghĩa là xóa bỏ. Ví dụ, natural disaster had wiped out many valuable properties in Japan. Thiên tai thì đã xóa bỏ, đã cuốn đi rất nhiều tài sản giá trị của Nhật. Thứ ba là use up, có nghĩa là sử dụng. Ví dụ, human have been using up the earth's resources. Loài người thì đang sử dụng cái tài nguyên của trái đất. Thứ tư là throw away, có nghĩa là vứt bỏ. Ví dụ, people should not throw away trash on the streets. Mọi người không nên vứt rác bừa bãi ở trên những con phố. Thứ năm, cuối cùng là cut down, có nghĩa là chặt cây. Ví dụ, many trees have been cut down for the last several years. Rất nhiều cây thì đã bị chặt trong những năm vừa qua. Vậy là chúng ta đã học được 5 phrasal verbs liên quan đến chủ đề environment, chủ đề môi trường. Mong là những từ vựng này sẽ giúp ích các bạn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các bài tập, ví dụ bài writing hoặc speaking. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.